Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car và rất vui đón chào quý vị các bạn. Chúng ta đang đến với năm 2021 và lần này thì Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc xe Hilux phiên bản 2.8, phiên bản G, 2 cầu, máy dầu, số tự động. Với những ai yêu thích sự mạnh mẽ, sự thể thao và đầy đủ các tính năng option của một chiếc xe hạng sang thì đây chính là dành cho quý vị và các bạn. Hiện tại thì ở trong showroom của Toyota cũng như đội ngũ Happy Car, chúng ta đang có mặt là phiên bản cao cấp nhất với 913 triệu. Và nếu mọi người yêu thích phiên bản màu trắng ngọc trai này thì mọi người cộng giúp Quyết 8 triệu nữa. Và trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ nói ra những tính năng nổi bật nhất và cũng như giá lăn bánh của chiếc xe này. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Này thì Quyết nói chia sẻ nhanh cho mọi người về giá lăn bánh và cũng như là các cái quà tặng đối với dòng xe Hilux phiên bản 2.8. Thì đầu tiên với 913 triệu, những khách hàng mà chúng ta đang ở tỉnh mà thì chúng ta sẽ phải đóng thuế này là 6% và thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là 6%. Chúng ta đóng tiền biển, thực ra biển thì cũng 500.000 thôi. Cùng với đó là phí đăng kiểm, phí lưu hành đường bộ nữa và phí bảo hiểm trách nhiệm sự bắt buộc, thì tổng chi phí lăn bánh đối với dòng xe này nếu mà các bạn đang ở tỉnh thì nó sẽ rơi khoảng là 972 triệu. Còn những ai chúng ta đang ở Hà Nội đó mà chúng ta yêu thích chiếc xe này thì chúng ta lăn bánh tổng hết tất cả. Thuế thì nó khác hơn một chút là 7,2%, thế nên là chúng ta sẽ tăng lên một chút là 983 triệu thì chúng ta sẽ lăn bánh được chiếc xe này ở thành phố Hà Nội. Và nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với đội ngũ Happy Car với hotline 0394 016 064. Và tại sao chiếc xe này lại có 913 triệu và 913 triệu có những cái option gì thì Quyết sẽ chia sẻ nhanh cho quý vị tất cả các bạn. Đầu tiên đó chính là cái mặt ga lăng này. Nếu những ai mà trước đây chúng ta nhìn chiếc xe Hilux mà nó hơi hiền một chút thì lần này Hilux của chúng ta là phiên bản thể thao hầm hố hơn. Toàn bộ các mặt ga lăng ở phía trước chúng ta sẽ được sơn đen. Cùng với đó là điểm nhấn mạ chrome ở phía phần logo to bản ở phía chính giữa chiếc xe Hilux. Ở phần cản ở phía dưới thì so với phiên bản thấp cấp hơn, phiên bản một cầu thì chúng ta chỉ là nhẹ nhựa đen thôi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ được sơn bóng màu xám thì nó sẽ tinh tế hơn rất là nhiều. Phải kể đến một trong những chi tiết mà Quyết rất thích, đó chính là cái cần cụm đèn này. Với những phiên bản trước đây thì chúng ta chỉ sử dụng bằng bóng đèn halogen, nhưng lần này nó được thiết kế dạng bóng đèn projector, nhưng ở bên phía điểm ở bên ngoài cái bóng đèn này là được mạ chrome. Nó giống như những cái dòng xe sang á, là nó tròn đây nhưng mà lại tròn hình kiểu hình vuông vuông đó, oval thì rất là đẹp. Cùng với đó là giải đèn led ban ngày cực kỳ là tinh tế. Chúng ta sẽ có thêm chữ Hilux ở bên này đó, và đèn xi nhan nữa, tất cả đều là led mọi người nhé. Tất nhiên ở phía dưới gầm của chúng ta cũng sẽ được ốp màu sơn mạ màu xám, cùng với đó là đèn là chúng ta đèn led. Với phiên bản, tất cả các phiên bản của Toyota ở thời hiện đại, Hilux chúng ta đều có 6 cảm biến, 2 cảm biến phía trước và 4 cảm biến phía sau. Và tất nhiên phiên bản cao cấp này chúng ta cũng được trang bị như vậy. Xét về chiều dài tổng thể của chiếc xe này sẽ là 5m3, chiều rộng sẽ là 1m9 và chiều cao sẽ là 1m83. Đây là một chiếc xe tương đối, Quyết nghĩ là tương đối to bản và cực kỳ là thoải mái khi chúng ta vào bên trong. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Theo như Quyết tìm hiểu và cũng như là công bố đối với chiếc xe này thì những ai yêu thích sự mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu thì Hilux chắc chắn sẽ đáp ứng được cho quý vị các bạn. Tại sao? Tại vì khi mà Hilux đã được tinh chỉnh bởi van nạp turbo được tích hợp vào trong đây thì cái mã lực đã được tăng lên là đâu đó rơi vào khoảng tầm là 37 mã lực. Nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu hơn bởi là khí nạp vào được đốt lại một lần nữa. Cái turbo ấy, khi mà nén khí thì nó làm mát và nó nén được nhiều không khí hơn, giúp cho cái việc mà tăng công suất động cơ, giảm khí thải ra môi trường. Thì vì tất cả những dòng xe của Hilux hiện tại đã được tiêu chuẩn Euro 4 rồi đó, thì đây là một trong những cái rất là đáng chú ý. Với sang phần bên hông thì chúng ta khác so với những phiên bản thường thì phiên bản 2.8 này chúng ta sẽ được toàn bộ ốp mạ ở đây đều được là màu đen nhám cực kỳ thể thao, và điểm nhấn ở đây chúng ta có màu xám bóng đó. Đây là các phần điểm nhấn này, điểm G cho cái thể thao và cũng như là khí động học. Với tay nắm cửa thì
những phiên bản trước đây thì nó sẽ là mạ chrome, nhưng vì đây là một chiếc xe thể thao nên bây giờ chúng ta tất cả cái tay nắm này chúng ta được sơn đen, cùng với ở đây cũng là sơn đen này, đen nhám nhé, rất là đẹp, sờ sướng cực đó. Đèn tất nhiên đèn xi nhan chúng ta sẽ là đèn led. Và phần lốp xe thì chúng ta sẽ có một bộ lốp, đó chính là của Bridgestone, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này, và ở đây chúng ta sẽ có là 5 chấu kép rất là đẹp, được sơn màu đen bóng nhá. Và đường kính sẽ là 18 inch, rất là thể thao. Với hai phanh trước của chúng ta sẽ sử dụng ở phanh đĩa thông gió, và hai phanh sau đã sử dụng tăng trống. Và hệ thống treo ở đây chúng ta sẽ hệ thống treo trước là treo độc lập, nhưng treo sau sẽ là treo nhíp. Tại sao? Vì đây là một chiếc xe bán tải, treo nhíp thì sẽ giúp cho việc mà tải tốt hơn. Tất nhiên là không êm rồi, không tránh được, đây là chiếc xe bán tải mà, đúng không? Rồi, sao bộ này đẹp thế nhỉ? Quá đẹp mọi người ạ, ngắm lại một lần nữa được không? Rồi, về thông số ở đằng sau, bây giờ chúng ta hãy cùng đi xuống ra phía sau. Khác với các cái phiên bản của Hilux ấy, Hilux phiên bản phiên bản một cầu, thì đây, mọi người nhìn nhá, mọi người nhìn này, quyết hạ tay xuống này, một hai ngón rất là nhẹ nhàng mọi người này, hai ngón tay nhá, nhìn này, tại vì nó có trợ lực, bây giờ nó đã có trợ lực rồi, cảm giác đây không phải là một chiếc xe bán tải nữa. Đầu tiên quyết hơi bị hẫng, tại sao nó nhẹ thế. Rồi ạ, ngoài ra thì chúng ta có một cái thanh rằng. Một số những phiên bản Hilux 2016, 2017 thì nó sử dụng bằng móc treo, dây. Tất nhiên nó vẫn bền, nhưng mà quyết thấy dùng bằng cái này thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều này. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Ngồi đây mà ngồi câu cá là thoải mái mọi người ạ. Rồi nhưng mà điểm chính ở trên đây thì chúng ta sẽ có bộ đèn LED, đèn ở phía đằng sau, hình số 3 ngược, rất là đẹp. Phiên bản này là phiên bản Venture, phiên bản V. Đó, chúng ta sẽ có thêm thanh dán nóc ở phía bên trong xe nữa, để thanh thể thao. Thì mọi người có thể lắp thêm cái phần thùng cuộn nữa, thì rất là đẹp. Một số cái công nghệ ở phía đằng sau xe, như chúng ta có là 4 cảm biến này ở phía đằng sau. Và chúng ta có bậc để chân nhá. Một số, đây, chúng ta leo như thế này, cực kỳ là dễ này. Đó, những cái chi tiết nhỏ nhưng mà cứ cảm thấy là rất là phù hợp. Cùng với đó mọi người, camera trước đây thì nó làm nó rất là thô. Ví dụ như là nó làm bị lồi ra, nhưng bây giờ nó được giấu kín ở phía bên trong, gần như là chúng ta không để nhìn thấy cái camera. Và cái thiết kế này cũng giúp cho cái việc mà chúng ta đi mưa gió thì nó trôi xuống luôn, nó không bị làm hỏng cái camera, tại vì camera đây được tích hợp sẵn ở trên xe rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong xe cùng với Quyết để chúng ta sẽ cùng khám phá những cái đặc điểm nổi bật. Vào bên trong xe thì chúng ta sẽ có một bộ ghế, đó chính là bộ ghế da được chỉ trắng và ghế điều chỉnh điện 8 hướng. Đó. Vô lăng sẽ là vô lăng 4 chấu được sơn màu đen vì đây là màu chủ đạo. Vô lăng bọc da mọi người nhé. Ở trên ngoài ra thì cánh cửa chúng ta sẽ có gương gập điện này, điều chỉnh mặt gương này, auto 4 cánh cửa luôn. Và tất cả mọi người nhìn này, mọi người nhìn chỗ này chúng ta có đèn này. Đó, ở cánh cửa và được ốp gỗ nha. Ốp gỗ đèn màu xám này. Nhìn cái gỗ này rất là tinh tế, nhìn trẻ trung. Ở trên vô lăng này chúng ta tích hợp rất nhiều các cái công nghệ. Và phải nói tới đó chính là công nghệ cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại của Toyota, gói an toàn Toyota Safety Sense gồm 3 chức năng. Đó chính là gói PCF, cảnh báo tiền va chạm, khi mà gặp chướng ngại ở phía trước thì xe sẽ tự động dừng. Gói thứ hai đó chính là cảnh báo lệch làn đường, khi mà các bạn đi quá tốc độ 55 km, thì khi mà các bạn đạt ở tốc độ trên 50 km, xin lỗi, thì tự động là làn đường nó sẽ có radar cảnh báo cho mọi người để tránh trường hợp chúng ta giữ vừa đánh lái vừa giữ cho chúng ta ở làn đường tốt hơn. Và cái cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ có thêm gói là Adaptive Cruise Control, đúng không? Nhưng bây giờ là có kiểm soát hành trình chủ động, nghĩa là chúng ta có thể bám theo xe phía đằng trước nữa. Và có tốc độ này thì chúng ta sẽ phải đạp trên 30 km thì gói này mới có tác dụng. Rồi, đó là những cái gói công nghệ an toàn cao cấp nhất. Nhưng ở trên vô lăng này chúng ta vẫn có, đó chính là đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, điều chỉnh âm lượng và màn hình 4.2 inch được tích hợp ngay ở trên đồng hồ đây, thì chúng ta sẽ được có trên vô lăng rất là nhiều các cái chức năng ở trên đây. Cùng cụm đèn thì Quyết vừa nói rồi đúng không? Ở đây thì chúng ta có gạt mưa, thì rất tiếc ở đây chúng ta sẽ không có gạt mưa tự động mà sử dụng bật gạt mưa gián đoạn. Thì tất nhiên là gạt mưa gián đoạn hay là tự động thì càng tốt, nhưng nhiều khách hàng Quyết lại thích dùng gạt mưa gián đoạn để tránh trường hợp mà tự nhiên lại mưa lất phất thì nó tự động gạt đấy, mọi người lại không thích, thì đấy là những cái cá nhân. Nhưng ở trên đây chúng ta còn có thêm đó chính là gương auto, đó, giảm thao tác
và tăng tính tiện nghi cho quý vị các bạn. Sang bên tay phải của mọi người thì chúng ta sẽ có, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp để tay rất là thoải mái, phanh tay. Hộp số thì chúng ta sẽ được sơn đen bóng theo màu chủ đạo của cái thiết kế của Ventura. Ngoài ra chúng ta sẽ được bọc da này, hộp số 6 cấp và chúng ta có hai chức năng là Eco và Power. Eco là khi mọi người để tiết kiệm nhiên liệu đi một người, nó sẽ giảm công suất đi, tiết kiệm nhiên liệu, và Power khi mà chúng ta tăng công suất động cơ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm hai chức năng ở trên đây nữa, đó chính là tẩu sạc này, khóa tắt VSC này. Đây là khóa phi sai sau mọi người ạ. Đây là khóa phi sai nhá, để làm gì? Để khi mà chúng ta vào xa lầy thì chúng ta khóa lại để cho hai bánh xe đồng tốc để vượt qua lầy một cách dễ dàng. Ngoài ra chúng ta có hệ thống đổ đèo nữa. Hệ thống DAC này chỉ duy nhất có trên phiên bản 2.8 thôi, tại vì đây là chiếc xe 2 cầu. Lên phía bên trên thì chúng ta có gài cầu này, chúng ta sẽ có chế độ H2. Đây là một chiếc xe bán thời gian, nghĩa là bình thường nếu mọi người để H2 thì sẽ sử dụng bằng cầu sau. Khi chúng ta gài sang H4 thì sẽ đi ở trên cả 4 bánh luôn. Và cuối cùng là L4 là chúng mọi người ấn push là đi trên 2 cầu chậm mọi người nhé, 2 cầu chậm. Thì khi mà chúng ta đi núi này, đi chậm này, muốn bám đường tốt hơn thì chúng ta để L4. Nhưng L4 thì tốc độ thường chỉ đạt được 8 km thôi, thế nên là đạp ga là không lên được đâu. Thì mọi người lưu ý cho Quyết là L4 thì mọi người phải dừng xe mới cài được nhé. Còn H4 thì ở tốc độ dưới 100 km. Sang bên tay phải thì chúng ta sẽ có, đó chính là điều hòa tự động. Tự động mọi người nhé. Thì cái này quá là đơn giản rồi. Điều auto này, điều chỉnh quạt gió theo điều hòa. Đây, đây này, cái đáng giá này mà chỉ có trên phiên bản 2.8 chúng ta mới có, đó chính là đầu DVD 8 inch 9 loa JBL. Đây, hai cái cục lồi lồi trên đây, JBL đẹp, nghe gọi là mắc phê luôn mọi người, mắc phê luôn. Thế nghĩa là chúng ta không phải độ nữa nhá, mọi người không phải độ loa làm gì cả. Để này, chưa hết, cái đầu DVD này cực kỳ nhạy và chúng ta có hệ vệ tinh dẫn đường luôn. Vệ tinh dẫn đường luôn, cực kỳ hay. Đây, cứ cho mọi người xem này. Đó, ví dụ như là Quyết muốn xem đường đi. Đấy, map này, có rất là nhiều các loại map ở trên đây. Rồi, trên đây. Đấy, Quyết ấn vào đây. Search tên đường này, Thanh Hóa chẳng hạn nhá. Quyết search đi, Thanh Hóa đi. Thanh Cách Hóa, ví dụ như vậy. Đó, đấy, Thanh Hóa này, ra cái này. Đấy, xong rồi xong, Go Direct. Cái này thì có thể là mọi người chuyển sang chế độ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt được nhá. Đó, thì chúng ta, đây là tiếng Anh. Tất nhiên là mọi người chuyển sang được tiếng Việt được. Thì có một clip Quyết đã làm hướng dẫn sử dụng xe đối với chiếc xe Hilux rồi, thì mọi người có thể xem. Thì đây Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người những cái điểm nổi bật nhất thôi. Và chúng ta có kết nối Bluetooth nữa, rất đẹp đúng không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có đây ạ, có ngăn làm mát nữa. Cái này, riêng cái ngăn làm mát không nhá, cái nút này nó đã làm rất là tinh tế, rất là đẹp này. Ngăn làm mát này mọi người mùa đông, mùa hè thì mọi người để hai chai nước vào trong đây để chúng ta có thể đi trên đường dài được, cực kỳ thoải mái. Và đấy là toàn bộ các cái công nghệ rất 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 hiện đại trên chiếc xe Hilux. À, trước hết bây giờ chúng ta sang ra đằng sau để xem là ngồi có thoải mái hay không nhá. Đây, Quyết sẽ điều chỉnh cái ghế này nó cho thoải mái một chút xíu. Ok, thoải mái rồi đấy. Rồi, bây giờ Quyết sẽ ra sau. Vâng. Ra phía đằng sau xe thì chúng ta sẽ có một cái ghế ngồi, ghế da rất là thoải mái. Và mọi người nhìn đây ạ, cái khoảng cách chân thì cực kỳ thoải mái luôn. Có một điểm có lẽ là không thoải mái lắm, đó chính là cái ghế này nó hơi đứng. Nhưng mọi người nhìn này, nó có vẫn độ võng nhất định nhá. Nó có độ võng để tránh trường hợp là mọi người ngồi bị thẳng lưng quá. Thì đây là cái mà Toyota khắc phục. Tất nhiên là chúng ta không thể là đòi hỏi một chiếc xe bán tải mà phải ngồi ngả lưng ra phía đằng sau được, vì đây cũng chỉ là một chiếc xe bán tải thôi. Nhưng Toyota họ đã tối ưu bằng cách là, thứ nhất chúng ta đã có ghế, nó cái mặt ghế nó dài ra phía trước để chúng ta đỡ bị mỏi khi chúng ta đi trên đường dài. Thứ hai là nó vát xuống phía dưới, là khi chúng ta đi đường dài chúng ta cũng sẽ đỡ bị đau lưng hơn. Và thứ ba là cái phần lưng ghế nữa nó cũng được hõm vào trong. Đó, đấy là những cái Toyota khắc phục. Ngoài ra thì ở phía đằng sau xe này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa phía đằng sau. Đây mọi người nhá. Đó. Và móc treo đồ này, những cái rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp cho mọi người tiện ích sau.
Và đấy là toàn bộ những cái chi tiết mà Quyết muốn chia sẻ, những điểm nổi bật nhất của chiếc xe 2.8 phiên bản 2 lắc, 2 cầu, số tự động với mức giá bán là 913 triệu. Vậy nếu mọi người có nhu cầu đặt hàng đối với dòng sản phẩm 2 lắc thì mọi người hãy liên hệ với hotline 0394 016 064. Và nếu mọi người muốn làm về chủ đề nào thì hãy để lại comment để cho Quyết biết và cũng như cho đội ngũ. Và cảm ơn tất cả mọi người theo dõi, và nhớ rằng hãy đăng ký kênh của đội ngũ HPK bằng cách là ấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.